Rồi em xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem trên kênh của em á. Thì hiện tại bây giờ em đang ở có mặt tại quận Thủ Đức đó. Tất cả cô chú anh chị là đây là đường Tô Ngọc Vân ha. Thì em cũng gặp được một cái hoàn cảnh rất là khó khăn luôn. Đó, đây là lùm ve chai nè. Đây là hai bà cháu của cô chú anh chị đó. Nghe nói là thông tin là cái người mẹ bỏ lại đứa con ha. Đó đây cô chú anh chị, cô đi làm ve chai ha. Chưa? Rồi em xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem trên kênh của em ha. Thì hiện tại bây giờ em đang ở trên đoạn đường Tô Ngọc Vân, đường thành phố Thủ Đức cho tất cả cô chú anh chị. Thì em bắt gặp được một hoàn cảnh cô và một bé trai cùng trên một chiếc xe ba rác đó, lượm dây chai một đêm. Thì hôm nay em cũng sẽ tâm đắc và chia sẻ cho cô chú anh chị một cái hoàn cảnh rất là đặc biệt luôn ha. Nếu cô chú anh chị xem trên kênh của em mà thấy em chia sẻ những hoàn cảnh mà cô chú anh chị muốn giúp đỡ, thì cô chú anh chị cứ comment bình luận, em sẽ đến nơi để quay cận cảnh cho tất cả cô chú anh chị xem những cái hoàn cảnh khó khăn của mình như thế nào ra sao đó, để cho cô chú anh chị tìm hiểu để giúp đỡ những cái hoàn cảnh khó khăn cùng em tiếp sức. Em cũng là một cái nhịp cầu nối với tất cả cô chú anh chị. Thì con chào cô tên gì cô? Cô tên là Lê Thị Thủy. Hôm nay con gì? Cô sanh là 169 đó cô chú chị. Thì hoàn cảnh của cô á, thì hiện tại là cô đang bị bệnh giãn tĩnh mạch đó, mà cái cuộc sống của cô bây giờ là đang vất vả. Thì ổ bé trai là sao cô? Bé trai là mẹ nó bỏ đi từ nhỏ, bây giờ nó có 3 tuổi, 3 tháng bây giờ ba nó cũng bỏ đi luôn. Cháu ngoại của cô mà mẹ đã bỏ đi, bây giờ ba cũng bỏ đi luôn. Bây giờ hai bà Sáu sống len lỏi ở trên đường này là tất cả cô chú anh chị. Định Bình Phú hả? Cô ở trong cái đoạn Định Bình Phú á tất cả cô chú anh chị. Mướn nhà trọ trong Định Bình Phú. Định Bình Phú con biết là tất cả là cái nhà trọ cô thuê là một tháng nhiêu? 1,2 triệu. Nước là 200 đồng một cân, hai là hai bà cháu 70 nữa. Tổng thể là 1,470 triệu mà hai bà cháu là sống len lỏi chỉ một chân. Trên một cái chiếc xe ba gác mà lụm dây chai mà đi tất cả các chú anh chị. Đó thì hôm nay là em sẽ chia sẻ những cái hoàn cảnh để cho cô chú anh chị cùng tiếp bước với em. Em là một cái nhịp cầu nối ha. Mong rằng cô chú anh chị chung tay với em giúp những cái mảnh đời gọi là bất hạnh. Đó đúng rồi, bất hạnh ở tất cả cô chú anh chị. Đó. Thì bố cô bị bệnh giảm tĩnh mạch lâu chưa? Rồi là quê cô là gốc ở đâu? Ngoài Bắc Lạc. Ngoài Bắc Lạc. Dạ. Dạ ông ngoại còn ai không cô? Dạ con mấy ông bác rượu ngoài ngoại. Dạ. Có về ngoại không? Dạ. Dạ cái ở trong đây năm lắm. Ngoài Bắc Lạc. Dạ. Rồi cô lụm dây chai về mà một đêm ngày là vụ bán lại được bao nhiêu tiền con? Cô chú anh chị, đây là những cái cái bình cháo ha, rồi nước là từ thiện đó cô chú anh chị. Dạ. Dạ. Có vậy là ở ngoài Bắc là khi vô được cô vô đây là lâu chưa? Vô đây là nay là 2 năm mấy năm rồi con. Dạ.
thường ngày hai bà cháu trụ ở đây. Thì cô chia sẻ thì cũng ông anh này ở đây là cũng cho cô có góp cho đó là chính mấy xóm á. Cô chú anh chị, khi mà em đi trên một cái đoạn đường nào đó, em thấy có một cái hoàn cảnh nghiệt ngã, những bên đời bất hạnh đó, thì em đều chia sẻ lên cho tất cả cô chú anh chị. Cũng nếu mà cùng đồng cảm thì cô chú anh chị có thể là ủng hộ chung tay với em ha. Đó thì cái cuộc sống của cô thì nghe nó quá bất hạnh. Người con của cô và đã bỏ đi luôn, rồi mẹ của bé cũng bỏ đi luôn, tất cả cô chú anh chị. Dạ. Dạ, nuôi từ nhỏ cho lớn luôn. Đi lên đường con thấy hai bà cháu trên một chiếc xe, thấy cái hoàn cảnh rất là nổi, đó là nói thôi để đó cô chú anh chị thì mọi người ở đây đều cũng biết về hoàn cảnh của hai bà cháu mà cô chạy tối là cô mới đi thăm bạn. Con bà cũng cớ ba luôn hả? Nói chung là con đít mà con đít đi với một bà, bây giờ còn có một mình bà.
Ai đó mình của ai? Của anh vậy chứ cũng đeo theo à. Cô nghe hôm nay là con ghi hình cô thì khoảng một bữa hai bữa con sẽ ghi cô tiếp tục, thì không phải là ghi một lần như vậy người ta sẽ giúp đỡ cô liền, phải không? Phải ghi hai ba lần và hai ba cái video rồi để cho mọi người người ta sẽ coi và sẽ giúp đỡ cô đó. Được bao nhiêu thì cô sẽ liên hệ là cô sẽ tặng cô đó. Dạ đó, chứ không phải là ghi hôm nay là ngày mai có được đâu. Dạ. Mà một khi mà người ta chịu giúp đỡ cho cô ở lại Chúng ta sẽ giúp đỡ hết hoài. Cô chỉ là một cái việc cô nói để con ghi hình đó. Dạ, thì hồi nãy con cũng đã ghi hình một anh bán với số mù ở trên đây rồi. Với một bạn con đang mấy bữa con là cái cô mà mẹ hai cái giò nó bán bán cái số hôm nay nhà lẩu gì riêng á, thì con ăn lẩu nhưng mà hôm qua con giận nhưng mà con tính quyết định hôm nay con cố lắm mày à. Dạ đó thì con thấy hôm nay là gặp là tới phút dạ, mà nói á mấy bà mà đi được cái chai mấy bà cổ gì gặp cái phút á là ha phút là to nhất mà mất gần hết rồi. Dạ đó con phải ghi hình cô một lần hai lần có chi có đặt con không có đặt con ví dụ nếu mà cô tầm ngày mai ngày mốt còn gặp cô nữa thì con cũng sẽ tiếp tục ghi và chia sẻ đúng một cái thời điểm chẳng như vậy luôn thì mọi người người ta sẽ mới bây giờ con đi bây giờ con ở đây nè con thấy con hỏi không hỏi vòng vòng ở đây đây nè con biết cô hết trơn mà cái cô không có dùng nắng chắc mặt không có láo thì chắc mặt cái tiền ma đâu con có chỉnh sửa cắt ghép nha tất cả cô chú anh chị, em sẽ chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn đó. Thì thôi thì con sẽ chia sẻ cô thì ngày mai có thể ngày mai ngày mốt con sẽ tới đây một lần nữa con sẽ ghi hình cô tiếp tục mong rằng sẽ có người hỗ trợ của cô ha đó. Đây rồi con cũng giờ con đổi xuống để con coi cái gì cắt số á đó thì có thể là như vậy thì thôi cô chú ơi em cũng sẽ kết thúc cái video tại đây ha, rồi hẹn cô chú anh chị tới video tiếp theo của em ha, bye bye.